Thân thế bí ẩn của Lê Thanh Trùng Dương ở tỉnh Thất Bồng Lai từng tiết lộ về mẹ ruột. Trong số 3 đối tượng bị khởi tố tạm giam ở tỉnh Thất Bồng Lai gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên thì cái tên Lê Thanh Trùng Dương đang gây tò mò hơn cả. Khác với Hoàn Nguyên hay Nhất Nguyên, nhân vật này được xem là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Facebook cá nhân với gần 80.000 lượt theo dõi của Lê Thanh Trùng Dương không để lộ bất kỳ thông tin nào. Thi thoảng người này xuất hiện trong vài bức ảnh tập thể hình hoặc các clip trên YouTube quay cùng với những người khác sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Do đó, khi có thông tin Trùng Dương bị khởi tố và bị bắt tạm giam, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất ngờ, thậm chí trên một số diễn đàn còn lan truyền nhiều thông tin đồn đoán về thân thế quyền lực của Trùng Dương. Trong đó, nhiều netizen cũng đào lại một đoạn clip nhân vật này chia sẻ về mẹ ruột. Clip được quay trong lễ Vu Lan tại tỉnh Thất Bồng Lai, khi được người anh em Nhất Nguyên hỏi, Trùng Dương đã chia sẻ. Từ đó tới giờ tôi không biết mẹ mình là ai vì mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nuôi, cho nên tôi không biết mẹ là gì. Tôi được biết rằng mẹ tôi đã mất rồi.